Có vẻ như là yêu quái tới thì phải, là trời âm mưu chiều nào cũng mưa hết. Không biết là chiếc xe của tôi lên hình có đẹp hay không nữa. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là Yamaha Rende màu bạc nhám 2022. Nói là 2022 chứ nó ra mắt đâu cuối năm 2021 rồi. Tay mới thôi. Bạc nhám thì nó ra mắt cũng lâu rồi, lâu lắm rồi. Nhưng mà tem này là tem mới của năm nay. Kỹ năng thì vẫn như vậy, tính năng thì vẫn như vậy. Đổi một ít về màu sắc của cái dàn áo. Mình đã có cái ý định là qua chiếc xe này từ lâu rồi và cũng muốn làm một cái màu cũ với là một cái màu mới đặt cạnh với nhau để phân biệt cho các bạn cái nào cũ nào mới, giống như chiếc Rende đen mình đã từng làm đấy, đen nhám á. Nào 2021, nào 2022. Nhưng mà chiếc màu cũ bây giờ mình bán sạch hết trơn rồi, sạch xanh xanh rồi. Và biết đâu 13 tháng 4 ra xe mới nữa không chừng, ai biết được. Cái đó tính ha. Đây là cái con màu bạc nhám. Nguyên con của nó sẽ là màu bạc nhám phối với lại trắng ngọc trai. Đây là ốp trắng ngọc trai hai bên. Màu này là màu gin từ nhà máy nha, không có thay đổi cái gì hết. Nguyên con này là gin hết. Các bạn thấy hai cái ốp ở hai bên màu bạc hay là hai ốp hai bên màu đen hay là một cái gì đó thì đã bị thay đổi rồi đó. Màu gốc của nó là hai cái ốp hai bên phải là trắng ngọc trai, chỗ cái đèn xi nhan á. Trước đây thì cũng có nhiều bạn là phân vân giữa màu trắng ngọc trai với là màu bạc nhám. Thì thật ra hai cái con này nó không có khác gì ngoài cái màu sắc hết. Giá thành ở trên lệch nhau cũng khoảng 500 nghìn giữa cái màu thôi. Còn tính năng các thứ nó vẫn là phiên bản khoa thông minh, không có gì khác hết ha. Quên giá xe ha. Giá xe phiên bản giới hạn này hiện tại là 50.500.000 đồng. Bên mình có chương trình hỗ trợ 2 triệu đồng là còn 48.500. Đó, cái tem mới. Tem mới thì nó sẽ như thế này. Nó sẽ có màu đen ánh là xanh lá với xanh dương. Chữ Rende vẫn là chữ nổi. Và cái đường chỉ trên yên của chiếc Rende màu bạc nhám này giống như là màu của chiếc màu bạc kỷ niệm 20 năm ấy. Các bạn nhớ không? Trắng xanh đen á. Cái kiểu thiết kế yên nó cũng giống giống như vậy đấy. Nhiều bạn nhìn chiếc xe này từ xa thấy nó lùn, nhảy lên ngồi chúng chân không tới. Cao lắm nha. Yên xe này là cao ngang ngửa về xe tơ đấy, không có thấp đâu. Mà cái sàn đĩa chân nó còn rộng nữa, bắt buộc cái chân mặt phải bẹt qua hai bên. Đèn xe là đèn LED trắng 2 tầng như thế này. Ở dưới này sẽ là cái đèn DMI, đèn định vị, đèn sương mù gì đấy. Đây là bóng đèn xi nhan, halogen, bóng vàng. Và chúng ta sẽ có cái hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Có cái tem ABS này. Yamaha chiếc nào mà có ABS là sẽ có một cái tem cho đó. Cái 110/70 12 inch là kích thước lớp của xe này. Lớp này lớp không xăm, vỏ không ruột. Cái ABS là đắt tiền lắm á nha. Đâu mà từ công nghệ xe hơi gì đó chuyển qua đó. Nói chung là mắc tiền và sẽ an toàn hơn cho người sử dụng. Thắng chúng ta sẽ không có bị trơn trượt. Hạn chế trơn trượt, an toàn hơn. Động cơ Bluco, máy rất là im. Máy này như máy xe điện luôn. Cam kết máy cực kỳ im. Rồi ở dưới này kèn xi nhan các thứ. Bên này đèn, rồi trên này sẽ có Stop and Start System. Tức là cái tính năng này tự động ngắt khi các bạn dừng lại thì xe sẽ tự động ngắt, chỉ cần dặn ga và chạy thôi, không có cần để máy lại ban đầu. Đó, ví dụ như người ta dừng đèn đỏ này, các bạn thấy không? Mình quay xe là cạnh đường luôn đó, rất là đông đúc. Mặt đồng hồ thì đồng hồ cơ kết hợp đồng hồ điện tử. Cái vụ tạm dừng lúc nãy là các bạn lưu ý là xe nó chạy được một quãng đường nha. Thông thường nó nóng khoảng 60 độ ấy, chứ không phải là mới ra là nó tự động ngắt liền đâu nha. Khóa của xe này sẽ sử dụng khóa thông minh Smart Key. Đây là phiên bản cao cấp và phiên bản giới hạn đều sử dụng khóa thông minh hết. Này là bản giới hạn 1.69 lít/100 cây. Một cái điểm lợi thế của xe này là mức thứ hai nhiên liệu đứng đầu Việt Nam trong dòng xe tay ga. Và cái bình xăng nằm ở phía trước cực kỳ tiện lợi. Chúng ta đổ xăng không cần phải xuống xe không cần phải đổ xăng nếu không có tiền. Đó, như mình nói ở nhiều video rồi, bỏ ra một khoảng tiền 50 triệu thì chúng ta phải đổi được công nghệ. Đây sẽ có một cái móc chìa đồ, hai cái chìa đó, hai chìa khóa cơ để mở cốp yên dự phòng thôi. Cái sàn để chân lúc nãy mình nói cho các bạn nó rộng nè, nó rộng rãi lắm, để chân rất là thoải mái. Cái size giày của mình là size 40 đấy, nhớ nha, size 40 nhưng có tặng quà những gì size 40. Mà các bạn nữ chân nhỏ hơn mình nữa sẽ để chân vừa và để ví dụ mẹ bỉm sữa thì có thể để cái xe ở cái ghế em bé cho đó. Bộ đồ phụ tùng nó chỉ có một cái dít ở đây thôi. Rồi cái kính của xe phiên bản giới hạn và phiên bản cao cấp thì xe màu nào kính màu đó. Xe này màu bạc, kính màu bạc như là biến mở ra quá rồi. Một cái remote, một cái mã bảo mật đỏ đỏ phía sau đó, chứa 6 số. Và hai cái chìa khóa cơ lúc nãy mình nói với các bạn là ba thứ các bạn nhận ở phiên bản khóa thông minh. Lưu ý nha, cái bình xe nằm ở dưới cốp, thiết kế rất thông minh đúng không? Đâu có thiết kế cái bình xe nằm dưới sàn đĩa chân làm cái gì. Sổ bảo hành chúng ta sẽ có chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây. Chế độ bảo hành là trên toàn quốc ha. Bạn mua xe đại lý bên mình là ở Cần Thơ nè. Bây giờ các bạn có đi làm xa, ví dụ đi làm Thanh Hóa, làm Điện Biên,
bảo hành bình thường, yên tâm. Đi làm Cà Mau, bảo hành bình thường, bảo hành toàn quốc mà. Cái cốp xe này khá là rộng rãi với dung tích mà nhớ đâu 25 hay là 27 lít gì quên mất tiêu. Lộn chiếc này chiếc nào biết rồi, số khung nằm ở đây. Đó, cái chính vì cái bình xăng, cái cản nó màu đen bóng này, cái bình xăng nó nằm phía trước cho nên cái cốp nó sẽ rộng. Quá tuyệt vời về công nghệ đúng không? Đèn LED trắng nè, phanh ABS nè, bình xăng nằm phía trước nè, khóa thông minh nè, cốp rộng nè, mặt đồng hồ điện tử kết hợp với đồng hồ cơ. Mức tiêu hao nhiên liệu đời đứng đầu Việt Nam nữa. Cái gác chân chỗ này nó rộng nữa, để chân ngồi ngồi sau cũng rất thoải mái. Và cái niệm mút trên yên xe này rất là dày nha, ngồi êm đít dữ lắm. Rồi máy móc là động cơ Bluecon 125 một phục nha. Xe nào có 100 cái ưu điểm cũng phải có một cái khuyết điểm. Khuyết điểm là cái phục hơi cứng. 101 kg nè, 125 phân khối, 2022 năm sản xuất ha. Máy thì rất êm, các bạn yên tâm là xe này các bạn cứ trải nghiệm thử đi. Những bạn nào, anh chị nào đã sử dụng xe Rende đời cũ cũng muốn đổi sang đời mới vì cái độ êm và độ tiết kiệm xăng á. Đây là kiểu dáng thiết kế cái đèn đuôi, nó bầu tròn. Nhiều người nói đây là cái kiểu dáng thiết kế nguyên cái con xe này ha, là kiểu dáng thiết kế của dạng Tây Âu, châu Âu á, của Ý, của Pháp, của Đức, của gì đó, Ukraine gì đó, ai mà biết. Thì nói chung là mình thấy kiểu dáng khá là sang trọng, sang chảnh. Đèn thiết kế cũng rất là đẹp, các bạn thấy không? Đèn xi nhan mình rất là ưng ý luôn. Màu đẹp, thiết kế kiểu dáng thiết kế đẹp thiệt á. Nhắc lại nha, phiên bản giới hạn này là 50.500, hỗ trợ 2 triệu đồng là còn 48.500. Giá tại Yamaha Sài Gòn 1 ở Cần Thơ. Thông tin sẽ để ở phần mô tả. Hiện tại á, hồi đầu tháng trước hay gì đó mình có quay một cái video báo giá xe Rende là đủ màu luôn. Các anh chị xem video đó, mấy chị á, mấy chị vô cửa hàng đó, ủa bữa hổm chỉ coi đủ màu sao giờ lại đây còn có 2 chiếc. Thật sự là bây giờ các bạn ra các cửa hàng mà trung tâm thành phố nha, ở vùng quê thì mình không biết, ở trung tâm thành phố mà các bạn kiếm đủ màu Rende để lựa là rất là khó. Hầu như chỉ còn mỗi cửa hàng chỉ còn 1-2 màu à, nó còn là hiếm hàng luôn. Nó hiếm tại sao thì ai mà biết. Rồi, mặt đồng hồ rất là đẹp đúng không mọi người, mặt đồng hồ thật sự đẹp luôn á. Mưa nãy đang quay xe quay phim xong mưa ướt nhẹp cái chân xe, để mở đèn xi nhan cho các bạn xem. Mình giờ vô trong nhà ha, chỗ này đèn đèn mi nó sẽ luôn sáng ha. Đèn xi nhan thì ngay chỗ này bóng halogen, phía sau là cái đèn lái, để mình nhờ nhóc nhỏ đằng kia nó bóp cái thắng cho các bạn xem cái đèn nó sáng như thế nào ha. Ê, khánh bấm giùm anh cái rồi đó. Rồi được rồi. Mày bấm quá rồi. Đó, các bạn thấy à, đèn rất là đẹp ha. Ở phía trong cái cốp yên sẽ có một cái đèn nữa để cho các bạn mở cốp yên buổi tối có thể quan sát được. À, chắc chắn sau khi cái video này lên, nhiều bạn sẽ hỏi là Yamaha ngưng chương trình 2 triệu rồi. Thì cái chương trình 2 triệu bên anh đang chạy là những chỗ khác có chạy hay không? Thì mình xin trả lời là không biết nha. Hiện tại đang không chạy bên mình, còn những chỗ khác thì mình không biết. Rồi bây giờ mình sẽ tính cho các bạn một cái bảng tính trả góp để cho tham khảo ha. Thì giá xe là 50.500, trả trước là 40% là 20.200.000 đồng. Và khi các bạn mua trả góp thì số tiền hỗ trợ 2 triệu sẽ được trừ vào trả trước. Các bạn vẫn có chương trình khuyến mãi bình thường, sẽ trừ vào trả trước lúc các bạn thanh toán, tức là thanh toán 18.200 cộng với tiền giấy tờ. Chúng ta sẽ có cái khoản vay là 30.300, có các mốc trả từ 9 tháng cho đến 24 tháng. Các bạn chọn trả càng dài, lãi suất sinh ra càng cao càng nhiều, ok ha. Gói này thì nhận cả về gốc luôn, lưu ý là nhận được cả về gốc giống như là các bạn mua tiền mặt luôn ha. Rồi bye bye.